bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh của một cô nàng mặc bộ đồ quần áo cộc tay nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Bây giờ mình sẽ lấy màu hồng này để tô hình ảnh. Mình sẽ lấy màu hồng lá để tô cái quần. Không phải đường hôm đó em nó cũng không ở nhà. Có một đứa yêu ở bên đá lâu ý ở hoa. Đôi vui biết như nào, tình sẽ đến được nhà hỏi. Tình yêu lâu, tình yêu lâu, tình yêu chưa được mấy thành hợp. Bây giờ mình sẽ lấy màu vàng để tô tóc. Một chút bản thân hay đó em là một cái gì nào. Chỉ có em yêu là làm cái gì nào. Đôi 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 đôi. Sống đây thì nhà họ đã đang có. Họ như thế yêu biết. Thế mà em chưa làm cái gì nào. Nhà bán thiết, nhà bán thiết. Hả? Còn nhà này thêm à? Đây là hả? Để tâm thiết này mà. Chắc kể giáo các cô mẹ trong một buổi gì. Mình tâm thiết với nhau. Đúng này. Hả? Giống của mẹ gì? Của bố. Có ở bố hay sao? Bây giờ mình sẽ lấy màu da để mình tô người. Thank you.